Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Thôi chị sẽ nghe mấy ông. Chào bạn. Dạ, xin chào. Mà đẹp quá. Trời ơi, thương chị, em lâu quá không gặp anh chị. Lâu quá. Lâu quá. Dạ. Thầy tỉnh, thầy tỉnh. Thầy ơi, khỏe không? Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Dạ. Em thầy tỉnh không? Dạ, nhớ quá. Thân hạnh quá trời không? Coi kìa. Mời cô chú lên xin lên đây nè. Dạ. Thầy vô đây thầy. Ơi, cảm ơn tiếp tới. Dạ. Đón thầy. Cô đứng, mình đứng từ đây xéo ra thôi. Dạ, rồi, dạ đúng rồi. Dạ, đứng xéo xéo. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, xin qua đây chú. Dạ, hai anh chị qua đây giùm em. Đó, đứng này là xéo qua chú. Trời ơi thầy. Trời. Chú hai cô ba chụp tấm rồi. Dạ mình rồi. Mỗi cơ dẫn thầy đi ra. Chú ơi, chú hai qua đây đi. Chú hai đứng bên này đi. Rồi. Thả tim. Rồi. Để mời chị Thủy vô luôn, để mời chị Thủy vô luôn. Quá vui này. Quá vui. Anh sướng quá. Anh sướng quá. Chúc mừng anh. Rồi, khỏe chị đi. Khỏe. Cảm ơn tổ nghiệp. Đâu cưng? Rồi. Vô. Trời, rồi, chưa, còn kìa. Trời, hay quá vậy ta. Tuyệt vời. Xách lên. Coi kìa. Sách không? Rồi, sách lên. Ba đứa mình đi, cùng vô. Có 3 người lắm nha. Đây. Kìa, bên kia tắm nữa kìa. Rồi, để tôi ra. Ok. Rồi, xích vô, xích vô. Vô. Bác sĩ. Rồi chưa? Chụp rồi chưa?
ngày tuổi như thế này. Và ở cái thời đại mà chúng ta thường gọi là 4.0, thời đại A Còng, bản thân chúng tôi rưng rưng nước mắt là vì sao? Là bởi vì chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ của dân tộc mình mãi mãi uống nước nhớ nguồn, mãi mãi nhớ những điều tốt đẹp của dân tộc mình để nhắc nhở nhau làm việc tốt nhất cho thế hệ sau mình. Bên cạnh nghề lễ dỗ tổ thì ở trong phía trong có trưng bày bộ ảnh về nghệ sĩ Minh Vương, thì khi mà xem những cái bộ ảnh đó thì cô cảm xúc như thế nào ạ? Quá thương mà quá trân trọng, cũng như là hết sức là cảm động, bởi vì một đại dân ca của cải lương, một nhân tài của nghệ thuật cải lương của dân tộc mình, và các bạn trân trọng nhà văn hóa thanh niên đại biểu cho thanh niên thế hệ trẻ làm cái công việc này, thì tôi quá xúc động. Và chúng ta phải nói rằng với những cái hành động như thế này, với những cái tổ chức quy mô hoành tráng như thế này đối với sân khấu dân tộc, chúng ta biết ơn nhau, chúng ta cảm kích những cái điều đã làm cho nhau. Thông qua cái bộ ảnh thì không biết là có gợi nhớ cho cô về những cái kỷ niệm nào đối với nghệ sĩ Minh Vương nói riêng và ngành sân khấu nói chung không ạ? Không phải là khán giả yêu danh ca Minh Vương đâu, mà chúng tôi những người hát chung càng quý trọng anh hơn. Là bởi vì 100 năm cải lương chúng ta có rất ít những đại danh ca, mà nghệ sĩ Minh Vương là một trong những đại biểu xuất sắc đó. Không biết là có gợi nhớ cho cô về những cái kỷ niệm hay là những cái tháng ngày mà khi mà đi diễn cùng quá với... nhiều quá cô nhiều có thể những cái kỷ niệm mà cô nhớ nhất không ạ? Tôi nói thí dụ như thế là chúng tôi trước khi mà diễn thì nghệ sĩ Minh Vương nói là bà Tuyết còn đẹp lắm á, cho nên đừng có để mập nha, tụi mình còn đóng yêu nhau được á. Nghe danh ca nhé, rồi ông có mấy đứa con đàng hoàng nhé, cái này nó cũng vậy. Quá tốt, quá đẹp. Tại sao biết vậy không? Là tại vì hai người chụp hình với ông. Chụp phải giữ lại tới giờ. Hồi đi thấy luôn bây giờ. Nhờ có ổng cho nên tụi mình mới có hình. Đúng không? Chứ chị em cũng mắc cười lắm. Hình hồi đi tay mà to cái gì lục cho tiên tới giờ luôn đó. Thì ông giỏi quá. Ông giỏi hơn tụi tôi. Giữ là kỷ niệm vậy cũng được. Cái tổ chức này là cái idea của em đúng không? Dạ, của tòa, sở. Tốt quá. Dạ. Quá tốt. Muốn xin phép. Dạ. Hoàn toàn mới. Khỏe. Dạ, thưa thầy. Dạ. Trẻ ra đến hơn chục tuổi. Chào bác. Dạ, xin chào. Dạ. Muốn xin phép. Dạ. 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 Xin chụp tấm. Rồi, chụp bạn, chụp bạn. Rồi, chụp đây. Rồi, mời mấy các nghệ sĩ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Không, chụp cho chị với cô. Nhanh đi. Em xin chị đây, em xin chị tấm. Yêu mến quá mà, nhanh. Dạ rồi. Tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu các chị em văn nghệ sĩ chúng ta cùng ổn định vị trí để chuẩn bị bắt đầu chương trình đào sân khấu Việt Nam năm 2022. Xin mời các chị em văn nghệ sĩ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến